quý vị và các bạn, mùa xuân đã về, mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc, trai gái dập dìu đi chảy hội xuân. Người người nhà nhà sum vầy bên bếp lửa hồng, bên nồi bánh chưng chiều 30 Tết. Và trong chương trình tác giả và tác phẩm ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng lại lòng mình, cùng lắng nghe những áng thơ xuân như những món ăn tinh thần dịu dàng trong một ngày xuân đang đến rất gần. Xin được trân trọng giới thiệu những nhà thơ, những nghệ sĩ vùng mỏ đều là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh sẽ cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu nhà thơ nghệ sĩ vùng mỏ Dương Tuyết Nhung. Nhà thơ nghệ sĩ vùng mỏ Nguyễn Thị Hoàng Hòa và nhà thơ Nguyễn Đình Thái. Thưa quý vị và các bạn, thưa các nhà thơ, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Và đồng thời mùa xuân thì cũng mang tới cho các nhà thơ những cảm xúc dồi dào khi sáng tác. Vậy thì với mỗi nhà thơ thì đề tài mùa xuân có vị trí như thế nào trong các tác phẩm của mình ạ? Vậy thì với nhà thơ Nguyễn Đình Thái thì sao ạ? Với những người làm nghệ thuật, đặc biệt là những người làm thơ, mùa nào cũng mang đến tới những cảm xúc nhất. Nhưng với tôi và tất cả các thi nhân, mùa xuân tạo cảm hứng đặc biệt, tạo nên ngôn ngữ thơ, tạo nên tứ thơ, và từ đó mùa xuân ùa về trong thơ của những nhà thơ. Vâng, xin được cảm ơn nhà thơ Nguyễn Đình Thái. Dạ vâng, xin được quay lại cuộc trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Đình Thái. Được biết là ông từng nhiều năm làm thợ mỏ và từng xuất bản tập thơ Bữa cơm chiều ở nhà thợ mỏ vào năm 2017. Và những âm thanh của mỏ cứ vang lên trong thơ của Nguyễn Đình Thái như một bản giao hưởng mùa xuân mà chỉ huy trưởng chính là anh búa chém. Vậy thì nhà thơ có thể giải thích rõ hơn về hình ảnh anh búa chém trong các tác phẩm thơ xuân của mình không ạ? Tôi nhớ đó là từ dùng của anh Đoàn Kiệt, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, trong lời giới thiệu cho tập thơ Bữa cơm chiều ở nhà thợ mỏ của tôi. Anh dùng từ là anh búa chém, tôi thấy rất là thân thương. Khi đó chưa có chống sắt, chưa có vì chống thế lực, chưa có vì ma sát, chưa có gì hết, mà chúng tôi dùng toàn bộ chống lò chợ, chống lò hương đều bằng gỗ. Vậy thì cái anh búa chém chính là cái công cụ sắc bén nhất, cũng giống như khẩu súng của người chiến sĩ ở ngoài chiến trường, như Bác Hồ từng nói, sản xuất than như quân đội đánh giặc. Vâng, có thể khẳng định rằng thơ của Nguyễn Đình Thái thì không chỉ ngợi ca những vinh quang của người thợ lò, mà ông còn khéo léo lồng ghép vào trong đó những vất vả, những gian nan của cuộc sống mưu sinh. Vậy thì nhà thơ Nguyễn Đình Thái có thể giới thiệu cho quý vị và khán giả một bài thơ mà có đề tài về những người thợ như thế không ạ? Mỗi khi con lò để về nghỉ ngơi sum họp cùng gia đình khi Tết đến xuân về, thì lòng bất chợt mang mang ngày mai về ăn Tết, nhưng lòng chúng tôi vẫn vấn vương cả một năm trời sản xuất lao động dưới hầm sâu. Và bất chợt trong tâm thức những tứ thơ tuôn ra để kết thành bài thơ Lò chợ chiều cuối năm. Cơn mưa xuân bất chợt răng răng, hơi nước cửa lò mịt mù che lối, thợ vào ca trắng mờ vòm khói, bóng áo xanh bơi trong làn sương. Chúng tôi chở xuân hớn hở đôi vai, chiều náo nức cuối năm thợ mò. Những khát vọng theo nụ xuân hé mở, những mùa than theo những mùa xuân.